Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ đến với Inter Miami, câu lạc bộ mới của Messi. Và đây là những nhân sự của Inter Miami mình cảm thấy vô cùng lực điền. Trong thời gian tới làm quả kèo, Inter Miami đá với cả Anas của Ronaldo thì khét đấy nhờ. Khả năng hôm tới anh em ạ, khả năng hôm tới là tôi sẽ rủ Quang làm kèo Inter Miami với Anas. Kèo đấy là thật là mắc binh luôn đấy. Rồi Messi ở đội hình này sẽ là nhạc trưởng với mùa HG, một trong những mùa giải mà mình cũng ít khi sử dụng. Ở với Messi mùa giải này, nếu như anh em nâng lên với thẻ cộng 5, chúng ta sẽ có tốc độ là 125 và tăng tốc là 130, dứt điểm là 133, có sút xoáy, kiến tạo, sút phạt tạt đá ngoài, bấm bóng và qua người là 5 chỉ số ẩn, dứt điểm 133 cơ à. Sợ thật, tại vì tôi sợ Messi nó ao trình cái Inter Miami này quá ấy, nên là tôi sẽ giảm lại với thẻ cộng 3 thôi. Chứ thực sự Messi đá như kiểu farm như này tôi sợ quá, tôi đập xịt. Bác chủ đập từ 5 xuống 3, tôi bảo là mạnh quá nên tôi đập xuống 3 nhá. Đấy, tôi lấy con Messi mùa này thôi, 120 chỉ số tổng là cũng rất là cao rồi. Ở hàng công thì chúng ta sẽ có một mũi nhọn vô cùng khủng khiếp, đó là Gonzalo Higuain với mùa BTB. Mùa giải này thì chúng ta sẽ có cả sút xoáy và cả sút xa đi kèm. Dứt điểm là 126. Nói thật với các bạn, Huy béo sút là ăn mừng thôi, cực kỳ đẹp trai. Ở hai cầu thủ còn lại mình có trên hàng công sẽ là Pizarro với mùa cóc và anh chàng G Martinez với mùa LH8. Ở đội trụ chúng ta sẽ có là Matuidi, bên cạnh là Sergio Busquets, một tân binh mới. Thì Busquets nó vẫn chưa cập nhật vào team color của Inter Miami, thì Messi lại được cập nhật rồi các bạn nhé. Ở bộ tứ vệ mình đang có là Zlin, là Jordi Alba, là Kim Gibb và có Kristoff. Vị trí gác đền thì mình lấy con hàng Kalinic vào đây, không biết có phải là chuẩn không. Ở dự bị nhá, ở dự bị thì chúng ta sẽ có thêm một vài những phương án nữa sắp tới đến với Inter Miami. Su Thỏ thì chắc chắn sẽ đến rồi, sau khi hết hợp đồng là Su Thỏ sẽ đến với Inter Miami thôi. Ngoài ra thì có Sergio Ramos, một phương án mà chưa chính thức nhưng cũng có thể là Ramos sẽ đến, thì mình cứ tạm thời cho Ramos là một phương án dự bị ở đây, hoặc có thể cho đá chính ở đây cũng được nhé, cho nó đẹp. Ngoài ra còn một vài những con hàng mùa thường như kiểu M, Camino này, rồi là VKP Chap này, Giao Jock này, Norwe này. Đấy, nói chung là mấy con hàng này thì đều là mùa thường nên nói chung là nó cũng rất là bé anh em ạ. Danh sách cầu thủ ở đây nhé, mấy thằng này đều là thuộc biên chế của Inter Miami hết, nhưng mà đá với con hàng này thì nó bé quá. Thì thôi, tôi vẫn cố gắng lựa chọn những con người to nhất. Với team color của Inter Miami với 10 cầu thủ, anh em sẽ được chỉ số trung 3 và thể lực 3 các bạn nhé. Đó, đó là cách búp team dành cho đội hình của Inter Miami. Rồi, nói chung là như vậy thôi anh em ạ. Cuối cùng thì tôi cũng có một đội hình cũng khá là đẹp rồi. Đội hình này mà va của Anas là cũng tươi luôn đấy. Rồi, không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi, đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những diễn biến đầu tiên của Inter Miami, câu lạc bộ lần đầu tiên tôi trải nghiệm. Và với việc có Messi trong đội hình này, sức hút nó là lớn lên rất nhiều. Messi xin bàn đầu tiên. Ui, nó bắt được kìa anh em kìa. Matteo đi. Bàn đầu cho Huy béo. Không nói điều anh em cái điều gì. Thằng kia chạy đây. Ủa được đấy nhá, thằng chạy nhanh đấy nhá. Martinez làm cái qua, làm cái sút. Ui mẹ ơi, đội hình nó khỏe thế nhở. Messi cộng y lớp thì có hai Ato Lee Taylor rồi, đá đấm gì nữa y mặt cười. Ok ạ. Vai giờ sút quả dã man đấy. Nhường cái gì? Pizza rộ. Và đó là Huy béo. Tôi đã nói điều anh em cái điều gì, Huy béo ra chân là ăn mừng mà. Được chưa? Ra nhẹ cái chân, chân trái luôn nha. 20k đâu rồi? 20k của tôi đâu? Messi lại ghi bàn. Messi. Ui, Messi chuyền mượt nhở. Messi chuyền khiếp thật. Ôi à, Pizarro đảo nhẹ qua anh dai mà. Busquets
Huy Béo sút. Nope. Ôi mà lại sút nhẹ vậy Huy Béo. Ôi xong rồi. Không có xong đâu bạn ơi, không có xong đâu. Đóng mà khiếp đấy nhở. Chấm lửa hơi ít nhở. Huy Béo bàn thứ 3 rồi. Huy Béo nó sút kinh thế trời. Huy Béo poker là 2 lít đúng không? Một bàn nữa đúng không? Ông nào bỏ kèo 2 lít ra tiền luôn đi. Sang tiền luôn đi. Không chối đi đâu được đấy. 2 lít sang tên luôn đây. 2 lít tôi đọc rõ ràng tên ông nào bảo 2 lít này. Đâu rồi? Đây rồi. Hương Thu, Huy Béo, poker 200k. Nhanh lẹ, uy tín. Anh chờ cái sự uy tín của Hương Thu. Liền tay Hương Thu ơi. Liền tay nha. Anh em check va rồi. Hương Thu thông báo bị rút lại. Lam Tử Hán đại trượng phu. Comment đi xóa đi thì thề anh em. Mẹ quả lái xã man thật. Bên này có ai? Bên này có Si. Tiếc thế nhở. Messi chọc kìa. Hay quá. Tuấn đã rescan 10.000 đồng. Huy Béo đánh đầu. Miami từ khi Messi thắng trận nào thắng trận đó a nhỉ? Bên này khoáng quá, thằng kia chạy đi, thằng kia yếu thế nhở. Messi. Tệ vậy. Rồi. Vấn đề giải quyết ngay ở đây. Mày cứng cáp cũng dùng được. Để nói về sự êm ái, anh thích T28 hơn đấy. Rồi Huy Béo chạy là xong. Và SD vào mặt luôn này. I love FD xịt hộ cái nhở. FD xịt hộ cái nữa. Kết quả này thì thề các bạn. Bố củ tỏi bắt nổ. Sợ đấy nhở. Chọc cái khe nhẹ. Martinez quả chuyền cho Messi này. Rồi em dai là order Messi ghi bàn có luôn. Em dai Tùng có ngũ lượt Messi nhá. Vô cùng vừa vặn nhá. Quả này Messi FD đẹp luôn này, mê luôn của FD của Messi này. Mẹ nó hơi. Messi chọc vào khe kìa. Nó mê thật đấy. Đồ mẹ thằng chạy chậm thế nhở. Ôi à. Đéo ổn rồi. Quả đấy tự nhiên thằng cứ đi tốt chậm quá. Vãi cả đái nó. Cười. Đét Chan đã rescan 10.000 đồng. Anh Bảy đã 38 tuổi rồi mà trông đá cũng rất khỏe ngay. Dài thứ hê. Đó là Messi. Chặt chẽ phết nhở. Vào đây hộ đuổi tao cái. Và lại là Messi. Huy Béo chạy đây. Huy Béo chạy được mà. Giật quả về đã, tính sao? Có Messi trong đội hình thằng nào thằng ấy cũng không phải là mình, chính mình nữa luôn. Xong rồi cứa lắc chết rồi đấy. Ôi sao mạnh ấy nhở. Đừng có chạy như vậy, Jordan 3. Bàn cuối. Ủa mượt thế. Trận này hết ekip khác ngay anh em mặt cười. Không có. Khác cái gì. Nó vẫn thế thôi. Không ekip. Nó vẫn thế thôi mà. Anh em. Ok. Chúng ta đến trận đấu này. Thế anh em ăn bệt cái cầu wild love bây giờ anh em vẫn cứ theo thôi mà.
Kèo nó thơm quá. Lại là cái bàn danh dự sớm à? Ui mẹ, thằng này có Seva nữa cả. Ui thằng này sút tốt nhờ. Đi bóng khéo tay phết đấy nhỉ. Messi. Rồi, Martinez. Lại vị à? Cay thế nhờ. À, thằng này sẽ bất chấp thế nhờ. Chơi soạc tôi này. Thằng tài mày không cho cái thẻ đỏ vào mặt nó. Gỡ được nha. Mày đuổi tao cái. Messi. Huy béo. Chết rồi. Quả đấy sao thoáng nhá. Grip. Qua cái nhẹ. Bố mày lạy mày đấy, thằng nào vừa sút vậy? Tao lạy mày gả đón. Suarez. Messi tự làm thôi. Messi phải tự làm thôi. Và đó là đẳng cấp của Messi. Giống một trận đấu cúp của Messi. Hợp lý luôn. FD vào mặt mày nè. FD vào mặt mày đấy. Và đó là Thu Thỏ. Có lên FD. À có lên đá Betis trận này không? 4-3. Đó là Thu Thỏ của FD vỡ mặt thằng thủ môn luôn. Được chưa anh em? Đẳng cấp. Đó là đẳng cấp của Suarez. Anh em thích Ben tôi nhả cho đồ ấy. Thích Ben tôi nhả cho đồ, đá Ben cho nó hay. Rồi đá Ben đi. Đá Ben. Ben nhé. Uy tín là đá penalty. Tuyệt quá. Thế mới là hảo hán chứ. Vào. Suarez. Pha đầu tiên không bao giờ tôi xử Ben. Zola, tao biết mày đây mà. Tôi lệch bên kia với đen chứ này. Bắt làm sao được Messi khi sút? Nope. Xịt luôn à. Tao cũng bắt được chứ. Tao không biết bắt đâu. Huy béo không bao giờ xịt Ben. Ôi, tôi đúng hướng rồi mà. Ramos sút Ben thì không bao giờ bắt nổi. Nope. Thôi xong rồi. Mẹ cay thế nhở. Jordi Alba. Đau rồi. Đau quá nhở.